Sao anh cứ ngồi trong phòng inbox hoài vậy? Thử ngồi chỗ khác inbox đi anh. Ok luôn em ơi, nay anh sẽ ngồi trên xe inbox nha. Thì giỡn tí thôi, hôm nay mình vừa nhận được chiếc điện thoại này, sẵn có chuyến đi hành hương á, nên mình mang em đó theo luôn. Sẵn tiện thì mình sẽ test luôn camera của em nó nha. Thì trên tay mình đang là chiếc Samsung Galaxy A55 5G, được mình đặt hỏa tốc ở trên Shopee nha. Tìm hết trên xe thì thấy không có gì để khui inbox, nên mình lấy cái kẹp tóc này luôn. Dữ chưa? Và tại sao mình lại mua chiếc điện thoại này? Thực ra là mình mua giùm bà chị họ thôi, bà dùng Samsung quen rồi, cho nên á mình cũng không tư vấn qua một dòng điện thoại khác. Và đây là nhân vật chính nha mọi người. Rồi rồi, thấy bà rồi, cái hộp nhỏ nhỏ mỏng mỏng như vậy là bảo vệ môi trường nữa rồi. Và mình sẽ thấy ngay cái hình ở mặt trước nha mọi người, Samsung A55 5G, và đằng sau sẽ còn nguyên siêu nè. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành bóc siêu luôn nha mọi người. Không biết là không có củ sạc thôi, còn ốp thì không biết có không trời. Đừng nói ốp là cũng cắt đi bảo vệ môi trường nữa nha. Rồi, và đây là nhân vật chính. Ở phía trên thì mình sẽ còn có một cái hộp nhỏ nữa nè. Đầu tiên ở đây mình sẽ có đó là một cọng cáp nha mọi người, cọng cáp hai đầu Type C luôn. Rồi lấy gì mà mình tận dụng lại được củ sạc cũ đây, tính lấy củ sạc cũ xài cuối cùng cũng không xài được luôn. Rồi không có ốp luôn nha mọi người. Và đây là chiếc Samsung A55 của mình đó, ở bên ngoài sẽ được bọc một lớp siêu giấy nha, mình sẽ cùng bóc siêu ra luôn nè. Rồi rồi, không dán màn hình luôn, đủ ba combo, không củ sạc, không ốp, không dán màn hình, mãi đỉnh Samsung, mãi đỉnh. Rồi đó, nhìn qua về mặt trước nè. Bây giờ thì mình sẽ cùng tiến hành khởi động nguồn em nó lên luôn nha mọi người, lên logo Samsung Galaxy, không biết là còn pin không trời, xíu không có pin là thấy mờ luôn. Rồi, và em nó đã lên nguồn rồi, đây là màn hình setup vãi cách chưởng. Các bạn có thấy cái thứ gì mà mình đang thấy không? Tầm giá 10 triệu, 9 triệu rồi, nó 9 triệu mấy thôi, cho nó nhẹ bớt. Mà cái viền nó dày, trời ơi nó dày vãi cả chưởng luôn. Đó, camera nút ruồi nha mọi người, nằm ngay giữa luôn nè. Và bây giờ thì mình sẽ qua một vài bước setup nhanh nha. Mình cũng đã setup gần xong rồi, thì đố các bạn biết là mình đang đi đâu. Và bây giờ mình sẽ cùng bật mí cho mọi người nha. Đi thôi. Đây là nhà lá có gắn máy lạnh trong truyền thuyết. Lúc đầu mình tưởng là Samsung tầm trung á, camera cũng sẽ ổn, nhưng á thật sự không như mình mong đợi. Thời điểm hiện tại á mà chiếc điện thoại này vẫn không có 4K 60fps, mà với camera góc rộng á thì cũng không có luôn. Và tiếp theo là về chụp hình, mình thích camera của chiếc điện thoại này khi chụp đêm hơn, màu sắc lên tươi tắn, chi tiết thì nó cũng tách bạch. Nhưng mà qua đến điều kiện ban ngày, nhìn tấm hình này các bạn có đoán được là mình chụp lúc mấy giờ không? Nhìn cứ như là 5-6 giờ chiều vậy á, nhưng thực ra là 8 rưỡi sáng nha, trời cũng khá là nắng á. Hình ảnh nó cứ kiểu u ám, có một lớp sương mờ, màu sắc thì cũng khá là nhợt nhạt, mặc dù trời nắng gắt. Mà phải nói là hình nó cứ bớt bớt, chi tiết kém. Điều này sẽ càng thể hiện rõ hơn ở camera góc rộng. Vấn đề này thì cũng sẽ tương tự khi chúng ta quay video. Như hai video này chỉ quay cách nhau 3 phút thôi. Một video thì sáng rõ nắng, nhưng mà một video thì như trời sắp mưa. Chứng tỏ cân bằng sáng của chiếc Samsung Galaxy A55 này nó có vấn đề. Ở đoạn video này sẽ thấy rõ nhất điều này. Lúc đầu video còn đang nắng đẹp nè, rồi tự nhiên độ sáng nó từ từ giảm lại thành trời âm u luôn.
Đó, rồi. Và xin chào tất cả mọi người nha. Thì địa điểm hôm nay mình đến đó là Miếu Bà Chúa Xứ Châu Đốc. Đó. À, hiện tại là khoảng 3 giờ nha mọi người. Đây. 2 giờ 45. Mình đi từ lúc 9 giờ. Khoảng 5 tiếng đồng hồ. Thì mình đã đến được đây. Nói chung hôm nay thì có thể thấy là hôm nay là tối thứ 7. Tối thứ 6. Đó. Cho nên nó cũng khá là vắng. Chứ mà tối mai là đây đông nghẹt. Như hôm chủ nhật á, cái chú tài xế nói á, là đây đông nghẹt, không vô được luôn nha mọi người. Đó, không khí bên trong cũng khá là đông nha mọi người. Chứ không vắng như mình nghĩ. Nhưng mà các bạn thấy là hôm nay tối thứ 6 đông cỡ này thì tối thứ 7 thì đông cỡ nào nữa. Test thử camera, quay camera trước. Đây là ở bên trong nha mọi người. Rồi thì chắc là cái đoạn mà test camera của mình tới đây nha mọi người. Các bạn có nhận xét như thế nào về camera của chiếc Samsung A55 này thì có thể để lại bình luận ở phía bên dưới nha. Video và hình ảnh mà các bạn vừa xem á là được mình quay và chụp từ con Samsung Galaxy A55 5G này nha. Đó, thì các bạn cảm nhận như thế nào về camera và cái chất lượng quay video của em nó thì có thể để lại bình luận ở phía bên dưới nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi đến với những phần khác của chiếc điện thoại này, như là về thiết kế nè, về màn hình, về loa, về vân vân mây mây. Thì hôm trước ở trên xe cũng hơi tối á, cho nên bây giờ mình sẽ quay cận cảnh hơn nha. Ở đây á thì các bạn thấy vỏ hộp nè. Ở bên trong đây lúc đầu mình cũng tưởng đâu có cái ốp, nhưng mà không, nó chỉ có đó là một cọng dây sạc thôi, với hai đầu thai si luôn nha mọi người. Tìm cái cụ sạc thì cũng hơi cực á, phải đi mua đi kiếm cục sạc nữa, khổ kinh luôn. Đó, thì nguyên cái hộp nó chỉ có nhiêu đây thôi. Tiếp theo á thì mình sẽ đến với đó là nhân vật chính nha mọi người. Đây mình zoom cận hơn cho bạn xem nè. Đó, về ngoại hình, về thiết kế của em nó nè. Và đầu tiên chiếc máy mình á thì mình đặt là màu xanh nha. Nhưng mà các bạn thấy cái màu xanh của nó rất là nhạt, nó thiên về màu trắng nó nhiều hơn á. Nhiều người cầm chiếc máy ra bảo đảm ai cũng kêu màu trắng á, sẽ không ai kêu màu xanh đâu. Và ở bên cạnh hông á thì các bạn sẽ thấy là nó có một cái đường vát ở trên phía dưới nha. Và phía trên á đó là khay cắm sim và một cái mic phụ nha. Ở đây á thì chiếc điện thoại này sẽ hỗ trợ hai sim, nhưng mà có luôn cả đó là e sim nha mọi người. Cho nên mình sẽ mở khay sim ra cho bạn xem. Đó, khay sim ở đây nó chỉ có một sim duy nhất thôi. Mình mới nói xong nhưng mà khi mình mở ra ở đây nè, khay sim của nó nè, sim 1, sim 2. Cái này là khay sim line nè, có luôn thẻ nhớ nè. Ủa sao mình đọc thông tin là có e sim mà ta? Các bạn chờ mình xíu. Đó, mình nhớ coi có e sim nè, thấy không? Thêm được e sim nè. Thì chiếc điện thoại này có khả năng là các bạn có thể chọn đó là hai sim vật lý, hoặc là một sim vật lý, một e sim nha mọi người. Đó, vẫn có e sim luôn. Nói chung là bây giờ cái công nghệ e sim nó đang phổ cập xuống những chiếc điện thoại mà tầm trung giá rẻ rồi. Thậm chí chiếc điện thoại giờ 2 triệu mấy cũng đã có e sim rồi. Và đây là ở phía bên dưới nha, cổng sạc USB Type-C nè. Ủa tới hai cái lỗ dữ vậy ta. Đó, mic nha, và đây là loa ngoài. Cột điểm khá là lạ là chiếc điện thoại này sẽ không được dán sẵn màn hình nha mọi người. Màn hình vẫn chưa dán luôn, nhưng mà lại dán sẵn cho mình cái viền nè. Ở đây là cái mối nối giữa miếng dán cái viền nè. Cái này mà máy của mình là mình lột nó ra thử cho bạn xem rồi, nhưng mà đây là máy mình mua giùm nha, cho nên mình sẽ giữ nguyên lại luôn. Đó, thấy cái miếng dán đây, dễ dàng thấy được cái miếng dán nè. Không hiểu luôn. Cái mình cần dán nhất đó là về màn hình, nhưng mà không dán, dán cho mình cái viền. Tiếp theo á thì mình sẽ đi đến với cấu hình nha. Chiếc điện thoại này sẽ chạy con chip đó là Exynos 1480. Số điểm AnTuTu mình chạy ra được ở đây á đó là 729.000 điểm nha. Thì con Exynos 1480 này nó sẽ ngang ngửa với lại con Snapdragon 7S Gen 2 nha mọi người. Phế CPU đó là 239.000 và GPU đó là 169. GPU nó hơi thấp một xíu nha. Lúc mình chạy á thì pin nó lên 5 độ C và tuột 3% pin. Trên tay mình đang cầm đó là phiên bản RAM 8GB và bộ nhớ đó là 126GB nha. Sẵn tiện con chip này thì mình sẽ test thử luôn một tựa game đó là Liên Quân nha. Nói chung là điện thoại này là như mình nói á, là mình mua giùm bà chị họ của mình. Cho nên mình không có thời gian giữ nó quá nhiều á. Mình cầm nó được 2 ngày thôi. Cho nên đó, mình sẽ test một tựa game Liên Quân thử cho mọi người xem thôi nha. Và mình sẽ vào luôn tựa game đó là Liên Quân Mobile nha mọi người. Và đây là tựa game Liên Quân. Đầu tiên á là mình sẽ bật đó là FPS cao nha. Và về cái cấu hình mình cũng không hiểu luôn, với một cái con chip nó như thế này mà nó không cho mình bật lên đồ họa là HD nha mọi người. Mình có thể chỉnh nó đó là cao thôi. Và như vậy là ván game của mình đã bắt đầu rồi. Trận này á thì mình chơi rank cao thủ luôn nha mọi người. Mặc dù á ở đây mình đã tải toàn bộ file và cấu hình 3D rồi, nhưng mà á nó vẫn cứ kiểu mà xấu xấu sao mọi người. Hôm nay á thì mình sẽ đánh tướng Laurel nha.
và đi đường giữa. Ở đầu game á, thì các bạn có thấy là FPS đang vẫn giữ ở mức 60-61 rất là tốt nha. 10 phút đầu khá là nhạt nhẽo á, cho nên mình đã chết 5 mạng rồi. Thôi, bỏ qua phần đó đi. À, và hiện tại các bạn thấy á, là team địch đang áp sát nhà mình rồi. Tỷ số đang là 5-18. Ôi, ôi, trời ơi, còn dính cái ấp mộ nữa chứ. Ý, cũng hên, nhờ cái ấp mộ này mình mới sống nha mọi người. Ê, ê, thằng này điên rồi, điên rồi, điên rồi con. Rồi nè, nè, chạy hả con. Ủa, cái gì mà chết hết trơn vậy trời. Cái gì năm thằng đỏ lét nó bu quanh mình vậy. Còn thằng khùng nào yêu cầu đầu hàng nữa. Nghĩ sao vậy trời. Con mình thì làm sao thua được. Đó, các bạn thấy chưa. Một lùm năm luôn, thấy chưa. Cái gì mà ép nhà mình liên tục vậy trời. Đó, ổ một bình cân năm nữa hả trời. Chơi. Mình đã nói rồi, có mình không thua được đâu. Chơi nó. Đó, lật kèo mọi người ơi. Và đây là một pha combat tổng ở giữa map nha mọi người. Mình hãy cùng xem FPS thử nè. Ui, FPS đột xuống 49 luôn nha mọi người. FPS đột xuống 49 luôn nha mọi người. Đó, thật sự rất không ngờ luôn. Được đánh giá là ngang bằng con chip Snapdragon 7 SN2, nhưng mà nó là chuột kinh khủng luôn. Đó, và đây cũng là một cái pha combat nè, nó tấn công vào nhà mình liên tục luôn. Thì các bạn cứ xem thử FPS nha. Nói chung là cũng sẽ có drop nhẹ. Exynos của Samsung vẫn là cái gì đó quá khác biệt. Rồi đó, mày ép nhà tao mấy lần ép không được, bây giờ tới mình ép nhà nó, các bạn tin không? Một pha này mình ăn luôn nè. Nó nói là ép nhà mình cả chục lần luôn mọi người, nhưng mà không ăn được. Chết. Quyên liền. Quá dữ dằn. Đó, lên cầu thủ 2 sao nha mọi người. Siêu thần MVP đồ các kiểu luôn. 21-5, 40% đam. Sau một dán tầm 25 phút á, đổ hết 5% pin. Một mất pin rất là tốt nha mọi người. Và tiếp theo á, thì mình sẽ đi đến với đó là về màn hình. Thì màn hình cũng chính là cái điểm mà mình chưa ưng ý nhất ở trên chiếc Samsung Galaxy A55 này nha. Có thể thấy á, là cái viền đen nó vẫn rất là dày nha. Nhưng mà đỡ được một cái á, là viền ở bốn cạnh nè, thì nó cũng khá là đều nhau. Cái cảm nhận đầu tiên khi mình cầm lên chiếc điện thoại này á, là cái màn hình, cái màu sắc của nó hơi nhạt nhạt nha. Cụ thể á, là ở những cái tông màu đỏ nè, giống như cái AnTuTu nè, các bạn thấy nè. Mình thấy cũng lạ. À, thì đây là một chiếc màn hình với tấm nền đó là Super AMOLED nha mọi người. Mà các bạn biết rồi, Samsung á, thường họ làm những cái tấm nền á, nó sẽ hơi rực hơn bình thường. Nhưng mà mình cũng không hiểu sao ở đây nó lại nhợt nhạt như vậy. Thì mình sẽ vào xem thử một cái video luôn nha. Đó, mình đã chỉnh qua 4K bật mát sáng nè. Và mình tắt luôn đó là độ sáng tự động luôn. Rồi, zoom cận hơn cho mọi người xem nè. Mình cảm nhận á, là độ sáng của nó sẽ không được cao lắm nha mọi người. Và như nãy mình nói á, cái màu sắc của nó sẽ hơi nhợt nhạt. Mặc dù đây là tấm nền Super AMOLED, độ phân giải đó là Full HD và tần số quét đó là 120Hz. Thì những thông số này á, nó gọi là quá bình thường rồi cho một chiếc máy tầm giá này nha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đặt cạnh hai máy cho bạn so sánh thử nha. Đầu tiên ở trên là chiếc Samsung Galaxy A55, còn bên dưới là chiếc Redmi Note 12 Turbo. Hôm trước mình mới làm video á, nếu như bạn nào mà có quan tâm có thể theo dõi lại video đó nha. Rồi, có thể thấy về độ sáng nè, về độ chi tiết nè, cả về màu sắc nè, chiếc Redmi Note 12 Turbo này đều hơn cả nha mọi người. Trong khi phân khúc của chiếc Redmi Note 12 Turbo này nó chỉ tầm khoảng 6 triệu thôi. Zoom lên full màn hình cho bạn dễ xem. Đó. Và về loa thì chiếc điện thoại này cũng sẽ có loa kép cho mọi người. Một cái ở phía dưới này và một cái được tích hợp ở trên cùng loa thoại luôn. Nói chung là loa thoại của chiếc điện thoại này mình thấy nó cũng đặt, nó thiết kế cũng khá là hay á. Đây nè, mic qua video các bạn thấy không? Nó chỉ có một cái đường rãnh rất là nhỏ trên đây thôi. Gần như là không chú ý là không thấy luôn á. Về chất lượng loa thì các bạn có thể nghe qua rồi. Âm thanh thì cũng khá là to nha mọi người. Cái loa ở phía bên trên á, về độ lớn chắc nó chỉ được tầm khoảng 30% loa ở phía bên dưới thôi. Nhưng mà chất lượng cho ra cũng khá là ổn nha mọi người. Và ngoài ra thì chiếc điện thoại này cũng sẽ có vân tay ở trong màn hình nha. Rồi, và cuối cùng tựa chung lại với mức giá mà mình săn sale được đó là 7,5 triệu. Thì theo như mình, nói chung là
Nó sợ ta. Các bạn có thấy là kênh mình tới hiện tại cái mà điện thoại Samsung mới chính hãng mình chỉ có là một con duy nhất thôi, đó là con Z7 Duo. Đây các bạn xem video này nè, chắc cũng phải khoảng 5 năm trước rồi đó. Lúc mình mới vừa làm kênh luôn á thì mình chỉ review đúng con đó thôi. Bởi vì sao? Bởi vì thực sự Samsung mà nói á, so với mặt bằng chung, so với những Xiaomi, Realme hoặc là Oppo đó, à quên, thôi bỏ Oppo qua một bên đi. Trời ủa gì mà lâu lắm vậy đi nhé. Thì so với những cái điện thoại từ Trung Quốc thì mình phải nói là nó sẽ không thể nào bằng được nếu như ngang bằng giá nha. Và điểm tiếp theo á mà mình chưa ưng ý đó là việc mà Samsung Galaxy A55 này nó bỏ không tặng kèm sạc luôn, không tặng kèm ốp luôn, không dán màn hình luôn. Nguyên một combo bảo vệ môi trường luôn. Điều đó là mình cảm thấy hơi khó chịu một tí. Và vậy chiếc điện thoại này có những điểm mạnh gì? Thì đầu tiên có thấy á, đây là một cái thương hiệu rất là lớn, thương hiệu Samsung mà gần như ai cũng biết hết rồi. Đó, tính nhận diện thương hiệu của chiếc điện thoại này rất là cao luôn. Và ngoài ra thì chiếc điện thoại này còn là hàng chính hãng, được bảo hành đến tận 12 tháng luôn. Chắc là vậy thôi đó. Nói chung là chiếc điện thoại này nó gọi là nằm ở mọi thứ đều nằm ở mức trung bình, không có gì quá nổi trội trong tầm giá cả. Nhưng mà được cái thì khi mua chiếc điện thoại này các bạn được cái đó là an tâm hơn trong quá trình sử dụng nha. Thì mình cũng xin kết thúc video của mình ở đây nha. Nếu như bạn nào mà có quan tâm về chiếc Samsung Galaxy A55 5G này thì có thể xuống đường link mình để ngay bên dưới phần mô tả và phần bình luận á, mình có để link mua thì các bạn có thể tham khảo nha. Và chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye. Này thì bảo vệ môi trường đó, hiện tại thì mình đang đi mua ốp và củ sạc cho em đó nha mọi người. Nói chung á là ốp cho Samsung á thì bao la bát ngát luôn, quá trời trời kiểu cho mọi người có thể thỏa thích lựa chọn luôn á. Chốt chọn hai mẫu này nha mọi người. 75 cái này tâm dưới là 225. Và bây giờ mình sẽ tiến hành đó là dán cường lực cho em đó nha mọi người. Thì cường lực ở đây mình mua loại 80.000, nói chung là nó nhiều loại nhiều giá lắm. Đó, sẵn tiện đem đi dán á thì mình có dán luôn chiếc Redmi Note 10 Pro nha mọi người. Nhìn cái kiểu đây chắc mỗi ngày mỗi người phải dán cả ngàn cái luôn mọi người. Và mình có điều qua kế bên nè, thì kế bên cũng đang dán một chiếc Samsung A55 nha mọi người. Đó, nhưng mà phiên bản này là màu xanh đậm.